là lực lượng trực tiếp tiến quân ra giải phóng những đảo tiền tiêu của quần đảo Trường Sa. Bộ đội Hải quân tiếp tục được giao trọng trách làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ vùng biển, đảo, thêm lục địa của Tổ quốc. Mặc dù còn nhiều khó khăn gian khổ, với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng suốt 4 thập kỷ qua, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Hải quân cùng nhân dân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Dưới cái nắng như đổ lửa, quân và dân đảo Sông Tử Tây vẫn miệt mài làm việc. Với ý chí kiên cường sắt đá vượt qua mọi khó khăn thử thách của các cán bộ chiến sĩ đảo Sông Tử Tây. Đảo Sông Tử Tây giờ đây đã phủ kín một màu xanh, trở thành chỗ dựa vững chắc cho người dân bám biển sản xuất. Tận mắt chứng kiến thành quả của quân và dân trên đảo, các kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đã không giấu nổi sự xúc động, ngạc nhiên và khâm phục. Thực sự là mình cảm thấy rất là khâm phục và cảm phục tất cả những sự quyết tâm và đóng góp của toàn quân và dân trên đảo nói riêng và nhà nước và tất cả người con Việt Nam ở khắp mọi miền của Tổ quốc cũng như ở nước ngoài nói chung. Đến đây thì chú rất là phục mấy anh em hải quân và rồi một cái vòng đảo rất là đẹp. Làm đâu đó ngăn nắp rồi có dừa rồi có hoa rồi đầy đủ. Mỗi khi có đoàn công tác xa thăm, cán bộ chiến sĩ nhân dân trên đảo lại được giao lưu văn hóa văn nghệ với đoàn. Đối với chiến sĩ trẻ Nguyễn Khắc Quân thì đây là lần thứ hai anh nhận nhiệm vụ trực ca cấp độ 2 sẵn sàng chiến đấu. Với anh, chính những lúc thế này tinh thần cảnh giác càng phải được nâng cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi luôn được cán bộ ở cấp trên được giao nhiệm vụ hàng đầu về công tác sẵn sàng chiến đấu, luôn luôn nhận thức có trách nhiệm và nhiệm vụ của mình hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà cấp trên được giao. Với quyết tâm giữ vững đảo, giữ vững biển trời của Tổ quốc, lớp lớp cán bộ chiến sĩ đã tạm gác hạnh phúc cá nhân để chọn Trường Sa làm quê hương thứ hai. Mỗi người trong số ấy đều là những cột mốc sống luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, là lá chắn thép bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.